Rồi cái máy bây giờ tiếp tục chuyển vô để đập cái dàn găng chỉnh sửa lại cho nó ngon lành luôn các bạn ơi. Bây giờ chạy nó cũng đạt được 80-90%. Bây giờ nó chỉ còn có hơi bụi với chẻn hơi. Rồi bây giờ đem vô để mình chỉnh sửa cho nó hết chẻn cái nữa là ngon các bạn. Tại cái loại máy này ta xài cho ở miền Bắc đó các bạn ơi. Cho nên về miền Nam của mình xài nó hơi bị sự cố chút đỉnh là do lúa mình ở đây nó hơi khác lúa ở chợ. Cái dùng máy này ta xài cho miền Bắc. Cái gom nó nhừ quá nè các bạn thấy không, chứ nó chạy đạt lắm các bạn ơi, không có ra lúa ra gì đâu nè, không có ra một hột lúa luôn á. Các bạn thấy không, không có thấy lúa lấy gì ra luôn nè. Cái bên đây là cái hông lép nó thổi lép ra nè, lép không à. Mà gom á, có cái gom nó nhừ quá nè các bạn, nó bị ngang cắt được 1m, 1m1 các bạn ơi. Mà gom nhừ nè các bạn thấy không, cho nên bây giờ vô để mình chỉnh sửa cái găng lại để cho nó không có nhiều gom nữa không. Nó nhỏ rồi, nó chạy là không có thấy ra lúa thiệt đó nha các bạn, không có cái nó chẻn. Vừa chẻn vừa gom nhừ quá. Bây giờ vô để mình khắc phục nó lại. Tại cái máy tôi chế theo kiểu dùng ngoài Bắc đó. Là gọn nhẹ, đi đường cũng dễ lắm các bạn ơi.
đi cái đường rất là gọn các bạn, nhỏ xíu à, tại nó nhỏ mà. Ông gọn khô quá, ve không lên được ha. Hay chứ. Ra kia rồi ha. Ừ. Phải cái luôn. Vô sửa lại hả? Sửa cái bụng nó rồi. Cái chẳng không được. Rồi. Chạy nó hơi bị chẽn các bạn ơi, tại giống lúa này nó hơi bị chẽn rồi, bây giờ vô để chỉnh sửa cái dàn lưới lại chạy cho nó đạt các bạn, tại nó hơi chẽn á. Cây đó là lái qua lái lại đó hả? Ừ. Cây đó là gạt lái qua lái lại đó. Bao để trên giá đó đó, máng ở đó.
ông nó lù lù đó, chờ bị ông đánh nha. Cái này lưới mới không? Cái lưới này là ngon.